Hello các bạn, và nhìn hai chiếc ốp silicone trong suốt như thế này này thì đố các bạn phân biệt được một cái là 40.000, còn một cái là gần 1 triệu. Nhưng khác nhau ở cái gì thì đố các bạn biết đấy. Với ký hiệu Protect by D3O này này và còn hơn thế nữa cơ. Bắt đầu video. Hôm trước ý, mình đi cà phê thì có thấy một chị xài iPhone 3 mắt và dùng chiếc ốp Gear 4. Mình nghĩ trong đầu là uầy, dân chơi dùng ốp xịn vãi chưởng, giống mình. Và mình cũng chia sẻ luôn là nếu như các bạn bỏ ra một khoản tiền là từ 2 cho đến 30 triệu để mua một chiếc iPhone 13 series ý, thì mình nghĩ rằng người dùng không có lý do gì mà không mua thêm một chiếc ốp cực kỳ xịn sò để bảo vệ toàn diện, cũng như là chống sốc, chống va đập, lại còn kháng khuẩn cho máy nữa, đúng không? Nhất là tâm lý khi mà chúng ta mới mua điện thoại ý, thì mình nghĩ là sẽ phải giữ gìn kinh khủng lắm cơ. Và một hồi chán chê rồi mình bắt đầu mới quăng quật và bung xõa. Mình sẽ giới thiệu luôn về Gear 4. Hiện tại thì ở đây mình có rất nhiều ốp đến từ Gear 4 cho iPhone 13 series nha mọi người. Và độ nổi tiếng của ốp lưng Gear 4 cho iPhone thì khỏi phải nói rồi. Nhưng mà vẫn dành cho bạn nào mà chưa biết thì Gear 4 là một cái thương hiệu ốp lưng bảo vệ cao cấp đến từ Anh và có một cái thiết kế mỏng nhẹ. Ốp Gear 4 thì thường được biết đến với các cái video như kiểu thả rơi iPhone này, test độ bền. Năm ngoái thì mình cũng làm với iPhone 12 rồi á. Và bởi vì ốp Gear 4 có một cái khả năng chống chịu va đập rơi vỡ với độ cao từ 3 cho đến 6 mét cơ. Và với cái công nghệ chống sốc độc quyền là D3O thì được ứng dụng trong các lĩnh vực ví dụ như là quân đội này, và đồ dùng cho vận động viên chuyên nghiệp này, rồi là đua xe chuyên nghiệp này. Ui, nghe rất là hoành tráng. Và cuối năm 2020 vừa rồi thì Gear 4 cũng đã trở thành top brand ốp lưng đối với fan táo ở thị trường Việt Nam. Hiện tại thì các sản phẩm ốp lưng của Gear 4 ấy thì mọi người cũng có thể thấy xuất hiện ở các đại lý trên cả nước luôn. Vậy thì ốp Gear 4 cho thế hệ iPhone 13 series năm nay có gì khác không? Thì đầu tiên ấy mình sẽ phải nói đến đó chính là chiến dịch Protect Better năm nay của hãng. Đó là một chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của Jack luôn. Và với cái mục đích mang đến những cái sản phẩm bảo vệ toàn diện, tích hợp các công nghệ mới và cải tiến cho cái dòng ốp lưng của iPhone 13 series. Và với ốp mới của Gear 4 ấy, thì được cải tiến với khả năng bảo vệ toàn diện 360 độ nha mọi người. Đầu tiên là bảo vệ thiết bị với vật liệu chống sốc mới là D3O Bio. Đây là vật liệu D3O có nguồn gốc thực vật và chứa 52% tài nguyên có thể tái tạo. Và đặc tính về kỹ thuật cũng như là khả năng bảo vệ ấy, thì giống với vật liệu D3O truyền thống. Thứ hai đó chính là bảo vệ sức khỏe người dùng. Với cái lớp kháng khuẩn 99,9% được phủ thêm thì cái này mình thấy là cực kỳ quan trọng với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay nhá. Môi trường không khí sạch này thì đồ dùng cũng phải kháng khuẩn, nhất là chiếc điện thoại mình dùng hàng ngày. Và đây cũng chính là nơi mà tích tụ nhiều vi khuẩn cũng như là mầm bệnh nhất. Cái này thì các bạn biết rồi đúng không? Thứ ba là bảo vệ môi trường. Khi mà sử dụng vật liệu tái chế và bao bì thân thiện với môi trường như thế này này, nó thì có nghĩa là chúng ta vừa bảo vệ thiết bị, vừa bảo vệ sức khỏe của người dùng và bảo vệ luôn cả môi trường sống nữa. Nhưng mà có một điểm đó chính là các dòng ốp của Gear 4 trước ý, thì mình thấy là chắc quá mọi người ạ, tháo ra và gắn ốp vào thì cực kỳ khó khăn. Và vị trí các nút bấm ý, hơi cứng, cũng như là mặt lưng thì va đập dễ bị chảy xước. Nhưng mà năm nay mình thấy là tháo lắp dễ dàng hơn, các bạn nhìn này. Đấy. Mình có thể tháo lắp rất là dễ dàng chứ không hề bị mắm môi mắm lợi bậy ốp ra nữa. Mà cái nút bấm ý, thì mình cũng cảm giác là có độ nảy hơn, bấm rất là đã. Và mặt lưng thì có thiết kế gờ lên để hạn chế tiếp xúc gây chảy xước khi mà chúng ta mài trên cái mặt phẳng ấy. Năm ngoái mình có mài iPhone với ốp Gear 4 trên mặt phẳng và nó máy thì không làm sao nhưng mà ốp thì xước luôn. Về mẫu mã thì ở đây Bio có các cái dòng ốp lưng best seller của Gear 4 luôn. Chúng ta có Crystal Palace này, Santa Cruz này, Milan Snap này. Đây, chính là em màu hồng này, mình đang dùng luôn. Có cái biểu tượng Mark Shape, khi mà đeo ấy thì các bạn sẽ biết ngay là ôi dùng iPhone đời mới nhá. Nhưng mà đùa chứ, màu thì cực kỳ xinh và dễ dùng mà chúng ta vẫn có thể khoe được màu sắc của chiếc iPhone này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Năm nay thì Gear 4 đặc biệt có thêm dòng ốp lưng dành riêng cho game thủ nha mọi người. Ở đây thì mình cũng có luôn là dòng ốp lưng cho game thủ là Vancouver Snap và Brooklyn Snap phục vụ cho gamer. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Vancouver Snap thì có một cái thiết kế cá tính và nổi bật với màu đen kết hợp với xanh dương. Mình thấy là mặt lưng có các lỗ thông khí này, giúp tản nhiệt khi các bạn chơi game hay là sử dụng lâu dài. Và ở đây thì cũng có các cái đường vân chống trơn trượt ý, để cầm nắm thoải mái nhất khi mà chúng ta chơi game. Brooklyn Snap thì mình thấy là mỏng, nhẹ hơn với cái chất liệu đen nhám. Nhưng mà cái điểm chung của dòng ốp mới này ý, dành cho game thủ ý, đó chính là thiết kế mình thấy là rất là cá tính và mạnh mẽ với nhiều cái đường viền vân ở mặt lưng này, trông nó sẽ khác biệt và tương thích với sạc Mark Shape
cũng như là các thiết bị không dây khác, mình test thử cho mọi người xem luôn nhé. Vẫn sử dụng được 5G thoải mái này, khả năng chống sốc lên tới 4m và công nghệ chống sốc D3O Bio mới nhất. Ốp này cũng được phủ lớp kháng khuẩn là 99,9% và sử dụng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Cuối cùng thì một cái lưu ý dành cho các bạn để chúng ta tránh mua phải hàng fake ý, tiền mất mà kết quả thì không như mong đợi. Đó là các bạn hãy tham khảo ngay link phân biệt hàng chính hãng Oppo Gear 4 và hàng nhái ở dưới mô tả chi tiết nhé. Hoặc là có một vài điểm để nhận biết nhanh, ví dụ là về mức giá ấy, thì Oppo Gear 4 chính hãng thường có mức giá dao động là từ 750 cho đến 1.350.000 và Oppo có logo Gear 4 cũng như là có chữ Protect by D3O trên mặt lưng ốp này, bao bì thì không bị lỗi phông chữ này và chữ rất là rõ ràng, không bị sai chính tả như khôi ngọng cũng như là không có chữ tiếng Trung nha mọi người. Đặc biệt ý, thì khi mua ốp Gear 4 chính hãng sẽ được bảo hành là 12 tháng 1 đổi 1. Mua ốp mà còn được bảo hành đổi 1 đổi 1 ý. Và để cho yên tâm thì các bạn có thể tham khảo cũng như là lựa ốp ngay ở link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Bật mí cho mọi người ý, là sắp tới 11 tháng 11 rồi và Black Friday nữa nên là sale sập sàn, chắc chắn sẽ có kèo thơm nên các bạn đừng bỏ lỡ những cái link như Lazada hoặc là Shopee, mình để ngay mô tả chi tiết phía dưới. Bây giờ chúng ta có thể bỏ giỏ ngay để mua ốp xịn từ giờ vẫn được. Bye bye. Thực ra năm nay không test cái này tại vì máy của mình không đập.